lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Long An thực hiện chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Trong đó, có nhóm chuyên đề xử lý phương tiện giao thông đường bộ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra 24/24 giờ từ nay cho đến ngày 14 tháng 12 2023. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ kiểm tra, xử lý tất cả các loại xe ô tô vận tải vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông. Điều khiển xe có tổng trọng lượng vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường, chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe cầu đường. Điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Xe ô tô vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Chủ phương tiện có hành vi vi phạm tương ứng tập trung kiểm soát tại các địa bàn có khu cụm công nghiệp, cảng, bến xếp dỡ hàng hóa, khai thác hầm đất, vật liệu xây dựng, bãi cát, đá, các trạm trộn bê tông, các kho bãi tập kết nông sản, tập kết phế liệu tái chế, nhà máy xay xác ven các tuyến giao thông.